Tập 63. Thân là tướng quốc phu nhân mà lại để ta ở cái nơi thô sơ như vậy. Phu nhân vất vả. Lão phu ở đây cung kính chờ lâu rồi. Tướng gia, sao người lại ở đây? Phu nhân ngạc nhiên là từ đâu lại xuất hiện lão già hồ đồ ta phải không? Hơn nữa, sao lại còn tới đây trước cả phu nhân? Phu quân thật biết nói đùa. Ta và nàng ngồi ngựa mệt nhọc như nhau, chẳng qua là xương cốt của lão già ta chắc hơn phu nhân, mỗi ngày có thể chạy nhiều hơn mấy chục dặm đường. Lăng Nhi, không nhìn thấy tướng gia mệt rồi sao? Còn không mau đi chuẩn bị cơm nước đi. Dạ. Mấy ngày nay lúc tướng gia không ở kế thành xảy ra đại án, trong thành không ai làm chủ, thiếp thân cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Linh phù của lão phu có tác dụng không? Đương nhiên là có. Khi đó tình thế gấp gáp, đành phải mượn binh quyền của phu quân để dùng. Nếu tướng gia đã tới, thiết nghĩ đại cục chắc chắn có thể yên ổn rồi. Vì để bắt mấy người quan tính nước Tần mà nàng lại dám điều động Điền tướng quân đang ở tận biên giới Tần Yên. Nàng có biết nếu không có sự đồng ý của Dịch Hậu và Yên Dương trước khi điều động đại quân là đại tội vô quyền phạm thượng hay không? Xem ra vị trí quốc tướng của lão phu e là không ngồi được bao lâu nữa rồi. Ở nước Yên này tướng gia đâu cần phải sợ bất kỳ ai. Đừng tự cho mình là thông minh. Nếu như lão phu ta đoán không sai, giờ này người ngựa của Yên Dương và Dịch Hậu đã ở cách đây không xa quan sát chúng ta rồi. Nhất cử nhất động của lão phu đều nằm trong tầm mắt của họ. Thiếp thân không biết đã làm sai điều gì, vẫn mong phu quân minh giám. Tự ý lộng quyền, công báo thù riêng, mượn dao giết người. Dù quan giá quả, quan ức vô cùng, đúng là quan uổng quá mà. Câm miệng! Từ nay về sau không cho phép ngươi rời ta nửa bước. Nếu dám chống đối, chặt đứt chân của ngươi. Ngồi, ngươi đi đưa bức thư này cho Điền tướng quân. Sự việc quan trọng, không được chậm trễ. Dạ. Ngô Hỷ, Ngô Hỷ. Phu nhân. Muộn vậy rồi mà còn ra ngoài nữa sao? Nô tài đi đưa thư cho quốc tướng đại nhân. Ngươi chưa ăn tối đúng không? Nhà bếp có cơm và canh nóng đó, ăn đi rồi hãy lên đường ha. Chuyện này, thư này ta sẽ giữ giúp ngươi. Mau tới nhà bếp đi, không lại chậm trễ. Tạ phu nhân. Chuyện con tin nước Tần can hệ trọng đại, mong tướng quân bảo đảm con tin bình an vô sự. Sự tình phía trên nhờ người giúp đỡ. Bình an vô sự.
nhân, chúng ta sắp tới nước Tề phải không? Sắp rồi, đi qua sườn núi phía trước mặt là tới đó. Cuối cùng cũng sắp tới. Tới được nước Tề là ổn rồi. Tới được nước Tề sẽ không ai dám ức hiếp chúng ta nữa. Quá dữ, cô bái phục. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Hương Nhi, đưa dây cương cho ta. Vậy chúng ta phải làm sao? Cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Chờ, chờ. Khoan đã. Phía trước có người qua đây. Mỹ phu nhân, di tướng, phụng mệnh quốc tướng, đợi phu nhân ở đây đã nhiều giờ rồi. Phu nhân và công tử Tắc là quý nhân nước Tần phái tới nước Yên. Nếu như nước Yên có chỗ nào không phải, mong phu nhân lượng thứ. Cho dù có ý rời khỏi nước Yên, cũng nên chào hỏi quốc tướng một tiếng, tránh để cho hai bên nghi ngờ, ghi nên những hiểu lầm đáng tiếc. Quốc tướng đưa thư cho ta, kêu ta chuyển lời, mong là có thể giữ phu nhân ở lại. Mị Nguyệt cảm kích thịnh tình của quốc tướng, bản thân rơi vào nghịch cảnh không còn lựa chọn, vẫn mong tướng quân chừa một con đường để mẫu tử ta có con đường sống. Ngày sau Mị Nguyệt có ơn sẽ báo. Thân là con tin, âm thầm chạy trốn là đại tội. Vì tướng cũng là suy nghĩ cho phu nhân. Phu nhân muốn tới nước Tề, nhưng biên giới này đã bị đại quân canh giữ nghiêm ngặt rồi. Hiện giờ ở đây một con rùa cũng còn không lọt, chi bằng hãy cùng với công tử bó tay chịu trói đi. Điền tướng quân cớ sao nói những lời ngạo mạn như vậy? Vậy Mị Nguyệt chỉ đành không thể tuân theo. Nghĩa cử quân dựa vào người đó. Có bản lĩnh cưỡi ngựa qua đây, đừng ở đó cảm đàm phí lời. Không sợ chết thì qua đây. Chưa, chưa, chưa. Thưa công chúa, xem ra chỉ có thể liều chết với bọn này thôi. Như vậy đi, ta mang theo người đánh lên phía trước, tạo ra một con đường. Xe ngựa của hoàng công tử và người công chúa chạy ở giữa, Hậu Quy người chạy phía sau, xông qua bên đó. Chúng ta là con tin nước Tần, tất nhiên là đệ đệ của Dịch Hậu. Bọn họ hạ thủ với chúng ta sẽ có sự chiếu cố. Hay là để xe ngựa của ta xông lên trước đi. Nghĩa cử quân, người bảo vệ Tử Yết và Tắc Nhi, Hổ Quy tướng quân chặn phía sau. Nguyệt Nhi, như vậy không ổn. Đao kiếm vô tình, nếu họ làm muội bị thương thì... Nếu họ làm ta bị thương, huynh càng phải bảo đảm không để họ làm Tắc Nhi bị thương. Mẫu thân. Được rồi, quỷ công chúa nói có lý, cứ theo quỷ công chúa nói mà làm. Ta và quỷ công chúa đã lên phía trước, những người khác theo sau đi. Như vậy không được. Cứ làm theo như nghĩa cử quân nói. Tử Yết, nhờ huynh đó. Nghĩa cử quân, nếu Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì thì chuyện này ngươi không cần phải lo. Ngươi, Hương Nhi, Huệ Nhi, hai người có sợ không? Phu nhân không sợ, đương nhiên tụi muội cũng không sợ. Được. Vậy được, quả nhiên là nữ nhân của ta. Ai là nữ nhân của ngươi? Hôm nay không phải, sau này nhất định phải. Nguy rồi, Đại Dương, lại có truy binh tới rồi. Chưa, chưa. Đã đuổi kịp chưa? Chưa. Đuổi kịp rồi, đuổi kịp rồi. Bọn họ đang ở phía trước không xa, đã đuổi theo kịp rồi. Vậy thì quá tốt. Mị Nguyệt, để ta xem ngươi có thể chạy được đi đâu. Chưa. 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 Hay lắm, bây giờ đường lui cũng đã không còn rồi. Nghĩa cử quân, người có hối hận khi rơi vào dũng bùng với ta không? Vì công chúa, ta chết cũng không tiếc đâu. Chà! 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 Chà!
Cầm miệng. 200 bước Dương Tiễn. Sao vậy? Là ta trở nên già quá sao? Không nhận ra nữa sao? Không, chỉ là không biết nên gọi người là Dịch Hậu hay nên gọi người là Đại Công Chúa đây. Cứ gọi ta là Đại Công Chúa. Còn không mau xuống ngựa, bái kiến Đại Công Chúa. Dịch Hậu. Tắc Nhi bái kiến đại tỷ. Đều là người một nhà, không cần phải lễ tiết. Hoàng Yết nước Sở bái kiến Dịch Hậu. Hoàng công tử là người xuất chúng, quả nhiên danh bất hư truyền. Mau đứng lên đi. Di thần bái kiến Dịch Hậu. Tướng quốc miễn lễ. Thần có tội, tội không thể tha. May là hôm qua tướng quốc phái người đưa thư tới để ta biết rõ sự tình, làm tướng quốc hao tâm rồi. Mỹ phu nhân phúc đức trí tuệ, cho dù gặp nguy nhưng mà đại nạn không chết bằng không, Quách Mộ chết cũng khó chuộc tội. Mau đứng lên đi. Mỹ phu nhân rộng lượng, lão phu tới trễ rồi. Lão phu và người bên cạnh đã quá thờ ơ với quý nhân, thật sự rất xấu hổ. Xin thỉnh tội với phu nhân và công tử. Mỹ phu nhân dự định rời khỏi nước Yên à? Nhưng người và Dịch Hậu nhiều năm không gặp, tất nhiên muốn ôn lại chuyện cũ, chi bằng theo lão phu về Dịch Trạm biên thành ở lại một đêm. Ngày mai Dịch Hậu chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cùng phu nhân Hàn Uyên, sau đó hãy đi cũng không muộn. Đi hay không đi, ở hay không ở, Mỹ phu nhân toàn quyền quyết định. Nếu đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Di thần xin tự nhận trách nhiệm. Nguyên nhân dẫn đến loạn của con tin nước Tần là ở phía di thần mà ra. Về tới Kế Thành, di thần sẽ tự mình xin thỉnh tội với đại vương. Ta cũng biết, lúc đầu quốc tướng cũng chỉ là toan tính cho nước Yên thôi. Đa tạ Dịch Hậu khoan dung độ lượng, di thần xấu hổ vô cùng. Chuyện này chứng tỏ di thần tài trí có hạn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, khẩn cầu Dịch Hậu đồng ý cho di thần được từ chức quốc tướng này. Quốc tướng đức cao vọng trọng, chỉ e là không có ai thích hợp hơn. Nói tới tuyển chọn người có thể đảm nhiệm, thần xin tiến cử một người. Tô Tử Tô Tần văn thao võ lược, mưu lược hơn người, rất thích hợp chọn lựa. Nếu được như vậy
tất nhiên là rất tốt. Đợi sau khi quay về, ta sẽ thương lượng với đại dương rồi sẽ định đoạt. Còn nữa, việc liên quan tới Mỹ Phu Nhân và công tử Tắc. Mẫu tử Mỹ Phu Nhân đã phải chịu khổ dày dò khi ở nước Yên. Ta sẽ tự sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là trước mắt có cơ hội trời cho. Dịch hậu nhất quyết không được bỏ lỡ đó. Cơ hội tốt gì chứ? Dịch hậu có còn nhớ hay không? Năm đó, nước Yên đại loạn. Hai nước Tần Triệu từng lấy danh đưa Dịch hậu và đại dương về nước, lấy đi bao nhiêu nơi tốt hay không? Như là mới đi. Trước mắt, nước Tần còn đang tranh giành dương vị. Ý của quốc tướng là nếu như chúng ta có thể giúp đỡ công tử Tắc đăng lên dương vị, đúng không? Đúng vậy. Các nước chiến tranh bao nhiêu năm, mưu quốc đứng đầu, mưu địa là thứ, rồi tới mưu chiến thứ ba. Có thể mưu một quốc có lợi hơn nhiều so với mưu một trận chiến, mưu một vùng đất. Hiện tại, công tử nước Tần này ở trong tay chúng ta. Chúng ta hãy làm một giao dịch với Mỹ Phu Nhân đó, làm theo cách của Tần Triệu năm đó mà phò tá công tử Tắc đăng cơ. Nhưng nước Yên ta nước nhỏ thế mỏng, đâu có năng lực đề xuất giao dịch này. Nước Tần tranh giành dương vị, gây ra nội loạn. Chỉ cần chúng ta có thể giữ chân mẹ con Mỹ Phu Nhân thì không sợ không có cơ hội. Cho nên Dịch hậu cố gắng thuyết phục Mỹ Phu Nhân. Phu nhân. Ai là phu nhân của ông chứ? Trong lòng lão phu tính toán rồi. Nếu ta còn làm quốc tướng một ngày thì nàng là phu nhân của ta. Nếu ta không phải là quốc tướng vậy thì khó nói lắm. Nếu người là phu quân của ta thì nên thay ta ra mặt mới đúng. Chính vì ta là phu quân của nàng, ta mới nhốt nàng ở trong căn phòng này. Cũng may Đình Quý Tả Thừa chết rồi. Bạo loạn ở thành Tây, kế thành đều có thể đổ hết trách nhiệm lên người một mình hắn ta mà không truy cứu nàng. Ta không làm gì sai hết, không sợ người ta truy cứu. Đừng tự cho mình là đúng. Hôm qua chính nàng đã giở trò trên thư tín của lão phu. Trong lòng lão phu hiểu rất rõ. Cũng may lão phu sớm có đề phòng rồi. Thì ra là ông phá hỏng chuyện tốt của ta. Là ông. Nhưng lúc ta vẫn là quốc tướng, tự tính toán cho mình đi. Hoàng công tử. Hoàng công tử, mấy ngày nay chạy trước chạy sau, vất vả quá. Nghĩa cử Dương không quản ngàn dặm chạy tới nước Yên, bảo vệ mẫu tử Nguyệt Nhi, ngài vất vả mới phải. Hoàng công tử có điều không biết là, ngươi nghĩa cử của bọn ta, ngay từ nhỏ đã sống trên lưng ngựa rồi. Vô lo vô nghĩ, đoạn đường ngắn này có tính là cái gì chứ? Hiện giờ có Dịch hậu làm chủ, mẫu tử Nguyệt Nhi không còn gì phải lo nữa. Ngày mai có thể bình an lên đường. Người ngựa của Nghĩa Cử Dương cũng ở xa Thảo Nguyên lâu ngày. Cuối cùng ngày mai có thể an nhiên trở về, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nếu như mẹ con của Nguyệt Công Chúa đã có Dịch hậu làm chỗ dựa rồi, ta nghĩ mẹ con Nguyệt Công Chúa không cần rời khỏi nước Yên làm cái gì. Ngược lại Hoàng công tử ngươi, ngày mai một mình quay về nước Sở, xem ra hơi cô đơn ha. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tụi ta đang đoán xem ngày mai tới gặp Dịch hậu muội sẽ ở lại hay đi. Đúng vậy. Chuyện này còn phải đoán sao? Tất nhiên là đi. À.
ta. Thôi đi cho ngựa ăn đi. Muội nên để cho hắn đi. Ngài ấy là người thông minh, khi nào nên đi ngài ấy sẽ tự đi. Tên ngốc cũng có thể nhìn ra được hắn ta có ý với muội. Vậy thì có sao? Hắn ta đồng ý đưa cả tính mạng cho muội, lẽ nào muội không động lòng chút nào sao? Huynh không phải là không biết, năm đó muội vì huynh đã từng dám lấy tính mạng của ngài ấy. Nguyệt Nhi, đã có ai từng nói với nàng chưa? Trên thế gian này có bao nhiêu nam nhân nguyện ý vì nàng mà chết? Cho nên huynh mới so bì. Đương nhiên so bì. Không chỉ so bì mà còn không yên tâm. À phải, Tần Dương Doanh Đảng đã chết. Muội có nghe nói rồi. Cho nên ta mới nghĩ ngày mai sau khi gặp Dịch Hầu, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách giữ muội và Tắc Nhi ở lại đây. Cho nên muội mới nhất định phải đi. Thân phận này như cá nằm trên thớt, muội không thể để Tắc Nhi và muội trở thành con cờ tính toán của người khác, tùy ý xâu xé. Nguyệt Nhi nói chí phải. Đại tỷ tỷ, thơm quá. Đây là thịt phi long trụng, nghe nói chỉ có Liêu Đông mới có, nơi khác khó mà thấy được nó. Phi long là món thịt gì vậy? Phi long là một loại chim vô cùng quý hiếm, thịt trơn mềm, vị tươi ngon. Dùng nó để nấu, nước canh sẽ rất trong, mùi vị cực ngon. Ngày hạ nắng chói chang này, ăn một chén canh nóng, đổ nhiều mồ hôi nhưng có thể giải nhiệt, hạ nóng. Lấy nóng trị nóng. Tắc Nhi nói không sai, lấy nóng trị nóng cũng là do đạo lý dưỡng sinh. Đầu bếp hôm nay là người bản địa ta mời qua đây. Nghe nói canh phi long này nếu không ăn khi còn nóng thì sẽ mất đi mùi vị. Quả nhiên khó thấy. Trước đây người và Tắc Nhi đã chịu rất nhiều cực khổ ở nước Yên. Điều trách ta không thể kịp thời tương trợ. Ngày hôm qua nếu không phải người tới kịp, ta và Tắc Nhi sao có thể bình an. Nhưng hiện giờ chuyện ngoài ý muốn là Quách Quốc tướng cũng đột nhiên thay đổi cách nghĩ đối với mẫu tử ta. Nhưng dù thế nào đều phải đa tạ người. Người đã không hiểu Quốc tướng rồi. Ông ấy rất dễ thay đổi, nhưng chỉ có lợi ích đối với nước Yên là vĩnh viễn không thay đổi. Có những chuyện cũng không thể hoàn toàn trách Quốc tướng. Nói như vậy, lần này Quốc tướng đổi ý cũng liên quan tới lợi ích của nước Yên. Mị phu nhân có biết Tần Dương Doanh Đảng đã chết rồi không? Hôm qua có nghe nói, đường đường là vua một nước, đích thân nâng đỉnh. Tần Dương cho rằng mình có thần lực trời sinh, không gì không thể sao? Nguyên liệu canh dịch đã chuẩn bị xong chưa vậy? Ê, đưa nguyên liệu qua đây, ở bên đó. Theo lời dặn của người, dịch đã được rửa sạch rồi. Hạt sen và táo đỏ cũng chuẩn bị xong. Để lửa lớn cho sôi, rồi để lửa nhỏ hầm 2 canh giờ. Tham kiến đại nhân, xin hỏi đại nhân có gì dặn dò? Làm việc đi. Dạ. Mau đi dặn người khác, lấy thêm ít củi vào đi. À, dạ, nô tỳ đi ngay. Gấp thịt nai ra đĩa này, đưa phía trước dọn lên trên đi. Dạ, được rồi. Nè, coi thử thịt trong nồi đã chín mềm hết chưa? Chín mềm rồi, có thể dập lửa được rồi. Vậy à, được, để tôi đem nước ô mai đã nấu chín này đưa qua cho các quý nhân. Đại nhân. Đứng lại. Ở trong cái chén này là món gì vậy? Là nước ô mai làm chín cho Dịch Hậu và các quý nhân. Nước ô mai hả? À, đại nhân. Ngươi là người bản địa à? Nô tỳ là người bản địa. Tay nghề nấu nướng của ngươi chắc chắn không tệ hả? Nước ô mai là bí huyết gia truyền của nhà nô tỳ, người ở khắp tiểu thành này ai cũng biết hết.
Nước ô mai chẳng qua là dùng ô mai sơn trà làm nguyên liệu, cho thêm mật ong để điều vị. Ê, lẽ nào nước ô mai của ngươi còn có chỗ nào khác biệt nữa sao? À, nước ô mai của nô tỳ còn thêm táo tàu, lá bạc hà, một ít phụ liệu là năm vị, đích thực mùi vị không giống những chỗ khác. Hóa ra là mật chế. Ta nghĩ thù lao trả cho tay nghề thượng đẳng này không hề nhỏ đâu. Hoàng gia chê cười rồi, chỉ là sống qua ngày thôi, làm sao dám nói tới hai chữ không nhỏ chứ. Lời này không thật rồi. Cây trâm vàng cài trên đầu của ngươi, người bình thường tuyệt đối không thể có để mang. Thủ công tinh xảo tới như vậy, xem ra giống như đồ cài đầu ở trong cung. Đó là bà của nô tỳ cho, cũng không phải đồ vật quý hiếm gì. Nếu hoàng gia không có gì khác, nô tỳ xin phép được cáo từ. Nô tỳ còn phải đi phục vụ quý nhân, xin cáo từ. Nghe hạ nóng nực như vậy, ngươi cũng rất cực khổ, chi bằng uống chén nước ô mai này rồi đi. Cái này nước ô mai này là chuẩn bị cho các quý nhân, nô tỳ nào xứng? Ta nói người xứng thì là xứng. Đại nhân, quốc tướng gia kêu người uống, người lại không uống hả? Tướng quốc gia. Uống đi. Ngươi từng nói mùi vị của nước ô mai mật chế này không bình thường, ngươi ở ta để uống nó, hay là ngồi trong đại lao uống hả? Tướng quốc gia tha mạng. Tắc Nhi ăn đã no chưa? Bụng của đại sắp dở ra rồi. Lâu rồi không được ăn ngon tới như vậy. Đại tỷ tỷ, đại cũng ra mồ hôi rồi. Đây chính là lấy nóng trị nóng, đúng không? Mẫu thân, con có thể ra ngoài hóng gió chút được không? Đi đi, đừng đi xa đó. Con biết rồi. Tắc Nhi thông minh, có tướng làm dương. Mạnh Doanh mắc nợ mẫu tử hai người. Người có cái khó của người, hơn nửa năm đó là ta có lỗi với người trước. Tô Tần đã kể ta nghe đầu đuôi sự tình cả rồi. Thực ra ta không nên trách người. Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại. Vậy trước mắt người có dự định gì không? Ta muốn mượn đường nước Tề quay về nước Sở. Tại sao lại không quay trở về nước Tần? Người biết nguyên nhân mà. Cứ cho là Mị Xu rất hận người, nhưng cốt nhục duy nhất của Huệ Hậu đã không còn nữa. Trước mắt dương vị chưa định, mà người còn có Tắc Nhi, người phải có tính toán nhiều hơn. Ở hậu cung, ta gặp bao nhiêu người vì dương vị đó mà bất chấp gia nguy, không màng người thân. Ta không muốn để Tắc Nhi bị cuốn vào vòng tranh đấu đó. Tắc Nhi thông minh hiếu học, nhân nghĩa, lại có tài hoa. Chỉ cần người chịu, tất nhiên sẽ có người nguyện ý giúp đỡ. Người nào có thể có lòng tốt như vậy? Ví dụ như trong các chư quốc, không thiếu quốc quân có ý giúp. Thiên hạ không ai cho không ai cái gì hết. Các nước giúp ta chỉ e đều là vì muốn đòi hỏi nơi tốt. Nếu như ta đồng ý cũng là chia da cắt thịt thôi. Nhưng Tắc Nhi lại còn cháu dương thất, số mệnh là phải tranh giành rồi. Vậy thì đợi Tắc Nhi lớn rồi, xem có thực lực và tâm tính để mà tranh giành không. Tạm thời không về cũng tốt. Hiện nay Doanh Đảng đã chết, các công tử nước Tần tranh vị, tình hình e là còn tệ hơn nước Yên năm đó. Tất nghĩ lúc này điều Huệ Hậu Mị Xu quan tâm nhất là làm thế nào để giữ vững chắc vị trí mẫu hậu, sẽ không còn tâm trạng làm khó người khác. Chi bằng hai người ở lại nước Yên ổn định trước. Ta kêu Đại Dương cấp cho mẫu tử hai người một vùng đất phong, người có thể đón người thân từ nước Sở, nước Tần qua đây. Tắc Nhi còn nhỏ, người có thể ở lại nước Yên nuôi dưỡng nó trưởng thành, rồi triệu tập mưu thần sĩ tử cùng tính tương lai. Người thấy sao? Người một lòng muốn trở về Sở quốc, không phải là vì hoàng công tử đó chứ? Ta từng phụ huynh ấy một lần rồi,
không thể tổn thương huynh ấy lần nữa. Hoàng công tử là nhân tài hiếm có, nếu có thể ở lại nước Yên phò trợ cho Đại Dương thì chắc chắn cũng sẽ có tiền đồ. Tạ ý tốt của đại công chúa, ta hiểu con người của Tử Yết, huynh ấy tuyệt đối không ở nước khác mà cống hiến đâu. Ta vẫn là nên cùng huynh ấy trở về nước Sở. Lời của ta đều xuất phát từ tâm can, người cứ suy nghĩ cho kỹ. Ta từng nói, đi hay không đi, ở hay không ở đều do chính người làm chủ. Phu nhân, thời tiết oi bức, nhà bếp đưa qua cho phu nhân một phần nước ô mai ướp lạnh để giải oi bức. Để ở đó đi. Khoan đã, ở bên chỗ Dịch Hậu có tin tức gì không? Dịch Hậu? Không phải hôm nay Dịch Hậu sắp xếp cơm nước thịnh soạn để khoản đãi những quý nhân sao? Ở đó không thuộc nô tỳ hầu hạ, nô tỳ không được rõ. Cút! Cút mau! Ở đây toàn là những người không biết gì, hỏi cái gì cũng không biết. Phu nhân, mùi vị của nước ô mai thế nào? Ở cái nơi nghèo nàn hoang vu này, làm gì có nước ô mai nào ngon được chứ. Nhưng với phu nhân mà nói, không biết ngon dở, một ngụm là đủ rồi. Ông có ý gì đây? Đáng tiếc quá, lãng phí mất nước ô mai mật kế đó, trên thìa nước thêm vào hạt đỉnh hồng, nước ô mai ngon biết bao, đều thay đổi mùi vị rồi. Ông, lão già đáng chết, ông dám hạ độc hại ta. Phu nhân. Mỹ nhân, người to gan tày trời, người dùng hạt đỉnh hồng không chỉ muốn hại mẹ con Mỹ Nguyệt, còn muốn lấy tính mạng của Dịch Hậu. Nếu như ta không ra tay, nước Yên này bị quỷ trong tay của ngươi rồi. Sao ngươi lại biết? Có kẻ bắt đứng ta sao? Là ngươi. Ta phải sao nghĩ con tiện nhân này. Ngươi. Đừng trách người khác, nước sâu dập lửa, tự tìm đường chết, ai cũng không cứu nổi ngươi đâu. Ông là phụ quân ta, sao không đồng lòng hiệp sức với ta? Không sai, ta là phu quân của ngươi, nhưng mà ta còn là quốc tướng của nước Yên, không thể vì ngươi mà đối địch với nước Yên được. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân, phu nhân. Đại Dương, người coi. Nghĩa cử quân, đợi một chút. Ê. Nghĩa cử quân. Lần này may mà có người của Nghĩa cử quân tương cứu bảo vệ, chưa kịp báo đáp, sao người đã không từ mà biệt rồi? Không phải hai ngày nữa công chúa cũng đi sao? Khi tới không báo công chúa biết trước, lúc đi thì cần gì phải báo chứ? Tử Yết và ta sẽ ghi nhớ tình nghĩa này của Nghĩa cử quân. Ta không cần hắn phải ghi nhớ, chỉ cần nàng ghi nhớ là được rồi. Ra, ra. Phu nhân,
Sau này nếu cần tới nghĩa cử của đại dương chúng tôi thì tới tìm chúng tôi. Đa tạ. Không cần đâu, như vậy chứng minh trong lòng phu nhân có đại dương. À, phu nhân không cần suy nghĩ, phía đông thành Hàm Dương có một con buôn họ Lương, hắn là người của chúng tôi, nếu có việc cần có thể tìm hắn chuyển lời. Chà, 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 chà. Sau khi nghĩa cử quân đi, trong dịch quán này thật là trống trải vắng vẻ quá. Đúng là vậy. Những ngày này đi chung với bọn họ ồn ào ầm ĩ cả ngày, nhưng mà họ vừa đi khỏi thì cảm thấy vắng vẻ. Ngày mai chúng ta lên đường. Tử Ý đi chuẩn bị những thứ cần thiết trên đường rồi. Từ nước Tề tới nước Sở còn đoạn đường rất dài phải đi. Mau chóng đi thu dọn đồ đạc đi. Dạ. À đúng rồi phu nhân, vừa rồi mỗi tới hậu viện, nghe dịch thừa của dịch quán nói phu nhân của Quách Tướng Quốc ngày hôm qua đột nhiên chết rồi. Người phụ nữ ác độc đó trời bao ứng nên chết từ lâu rồi. Chết rồi sao? Ừ. Huệ Nhi, người nghe đúng vậy thật không? Huệ Nhi nghe rất rõ ràng. Nói là cô ta bị mắc bệnh nặng gì đó, Quách Tướng Quốc đã rất đau lòng bẩm báo lên đại công chúa, trở về tổ chức tang sự rồi. Mẫu thân, người làm sao vậy? Nữ nhân đó tâm địa độc ác, hại chúng ta thê thảm giường nào. Mỹ nhân có tội phải trả. Nhưng con có biết không, cô ta cũng họ Mỹ, cũng là người nước Sở. Cô ta là tỷ tỷ, cùng cha khác mẹ của mẫu thân. Ta muốn ở một mình yên tĩnh một lát. Các người ra ngoài trước đi. Dạ phu nhân.